Ok, xin chào các bạn trở lại với video tiếp theo của mình nha. Mình là Huy Sơn đây và hôm nay mình lại tiếp tục chơi Blockfoot. Rồi, trước khi vào video ấy, mình xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và nếu các bạn thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh, một like để kênh mình sớm đạt 2.000 người đăng ký nha. Thì mấy ngày hôm nay mình farm level khá là chán các bạn, nên tối nay mình sẽ quyết định là đi săn gi cho các bạn. Đó, và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách săn gi rất là hiệu quả. Đây, mình cũng gọi là mới nghĩ ra thôi, nói chung là test thử qua cái video này, các bạn có thể làm theo mình. Đó là các bạn sẽ mua một cái thuyền khoảng tầm 300 thì thôi. Sau đó các bạn sẽ đi qua cái vùng biển mà gần bên pháo đài ấy. Nói chung bạn sẽ đi xung quanh cái vùng biển đấy. Đó, cái pháo đài trước mặt mình kìa. Còn tầm 2-3 phút nó sẽ hiện một con si nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi kiếm si nha. Ok các bạn ơi, hiện tại là sau trôi qua 5 phút là mình vẫn chưa thấy con si xuất hiện. Mình không biết là cái cách mình có thất bại không, nhưng mà trời đã sáng rồi các bạn. Nói chung là khá là đen. Đây, hiện tại hôm nay có mấy bạn on. Ôi, hên thế nhỉ, vừa nhắc đến thủy quái phát thủy quái xuất hiện luôn. Và đây chính là Sea King. Rồi, mình sẽ hóa phát tổ lên mà săn thôi nha các bạn. Đó, thì mình mới chuyển qua cái võ người cá để đánh cho nó nhanh. Nói chung là mình định farm cái võ người cá lên 400 đấy. Đó là đi thức tỉnh với hai các bạn xem. Vì đang trong quá trình làm mình thấy lâu quá thì mình quyết định đi săn si. Đó, đây là các kỹ năng của võ người cá. Nói chung là võ người cá đánh si rất là ok các bạn ạ. Nói chung là đánh phát nào dính phát đấy luôn, không như cây tay điện chỉ dính được 2-3 phát rồi hụt. Đó, đánh từ nãy giờ chúng rồi. Đó đây chính là con si kinh si màu xanh các bạn. Và đây là con thứ nhất. Mình săn khoảng tầm 5 con, không biết có săn được 5 con không. Nhưng mà đấy là cái gì? Cái kế hoạch của mình sẽ là săn 5 con. Rồi, là mình sẽ dồn hết đam vào trong con này nhá. Khoảng tầm 10 đến 20.000 đam mà các bạn sẽ khi chết nó chết thì các bạn sẽ nhận được thưởng. Rồi, đánh này. Ok, thì đoạn này mình sẽ tập trung vào đánh nha các bạn. Nói chung là không bình luận nữa. Ok các bạn ơi, sau 1-2 phút đánh con si đấy, mình cũng đánh bại con này rồi. Đây, và đây, mình nhận được 250 người thạch XP này. Và một cái vật phẩm tên là mũ chóp 3 các bạn ạ. Nhưng mà cái mũ chóp 3 mình có rồi. Ok, thì giờ mình sẽ tiếp tục đi săn con si thứ hai nha các bạn. Nói chung mà săn con si thứ hai để đủ chỉ tiêu vào 5 con si. Đây, và đây là con si thứ ba các bạn ạ. Đang đi trên đường thì thấy nó xuất hiện. Và mình sẽ quay ra chỗ này và đánh nó nha. Đó, ui, nó phi ra một cái sấm sét luôn. Được, con si này màu đỏ, con vừa đấy là màu xanh các bạn. Nói chung là mình sẽ đánh bại con này luôn nha. Vừa bình luận vừa đánh luôn, không gọi là tua nữa. Đó, võ người cá khá là dính đam tại thủy quyền này. Rồi, đó, đây con si màu đỏ. Mình không biết là cái kiểu như là cái màu vây của nó có thể hiện sức mạnh con si không. Kiểu như là có màu đỏ sức mạnh hơn, có màu xanh hay là màu vàng sức mạnh hơn. Nói chung là mình cứ săn thôi. Và đây là kỹ năng Phật tổ của mình. Khi mình, nói chung mình đang cộng một cái nói chung cộng điểm tiềm năng một cái trái block các bạn ạ, để cho tăng lực cái lượng đam ở kỹ năng lên. Đó, mình vừa dùng kỹ năng và hiện tại đang có một bạn cũng có trái Phật tổ, hai bạn chứ cũng có trái Phật tổ và đang đánh cùng mình. Đây, đánh mấy con thủy quái này đau 8.000 đam rồi luôn, khá là mệt đấy. Ô, thôi chết rồi các bạn ơi, mình đánh bạn nói chung là đánh nhầm một bạn là nó bạn fan các bạn ạ. Các bạn ấy chưa vào đồng minh rồi, nói chung là muốn đây xong luôn. Ok, xong luôn con si này. Không được nhận được vật phẩm gì cả, nhưng mà được XP này, nguyên thạch và được Belly các bạn ạ. Chung mà săn si được nhiều Belly lắm. Tầm hơn 100.000 một con cơ. Nếu săn 5 con sẽ được 500.000 các bạn ạ. Đây, thử ra mời đồng minh này. Rồi, còn em sẽ tiếp tục đi săn những con si tiếp theo nha các bạn. Đây, lên thuyền luôn này. Đó, các bạn cứ lên cái thuyền nhỏ của mình nhá, đừng mua thuyền to. Thuyền nhỏ là săn khá là ngon ý. Đó, đó, săn con tiếp theo là con thứ ba nha. Đây, không biết có ra không. Rồi các bạn ơi, hiện tại mình đã đi săn con thứ ba các bạn ạ. Chuyển trời chuyển ra màu sáng rồi ấy, mình vẫn chưa thấy đâu. Vừa nhắc đến mắt là ra luôn. Nói chung là đây rồi. Đây là con thứ ba nha các bạn. Đây là con này màu xanh lá cây ấy. Cây vây nó màu xanh lá cây.
vừa ra một con màu xanh dương, một con màu đỏ và con này là màu xanh lá cây. Rồi, làm sẽ đánh bạn con này nhé. Đó, đây đây, 5.000 đam này, 3.000 đam này, được. Nói chung là cái võ hình cái mình cảm thấy là kỹ năng nó rất là mạnh luôn. Đấm nó hơi chậm hơn cái tay điện một chút, mình sẽ cố gắng thức tỉnh cái võ người cá lên V2 các bạn, để xem cái liệu cái mene nào nó mạnh nhất trong các loại mene. Đấy, có 5 loại mene luôn. Đây, cố gắng đánh con này. Đó, đây là mặt của nó khá xấu luôn. Đó, răng rất là nhọn. Rồi, còn một chút máu thôi, cố gắng tiêu diệt kết nếu nó nào. Đấy đây, sẽ đi lại gần các bạn, mới là mình đi ra xa cho các bạn xem toàn bộ nguyên bản của con Sia như nào. Đó, ok, thì đoạn này mình sẽ tập trung vào bình luận nha các bạn, để cho nó ông phải chung bình luận và tập trung đánh nhé. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đã đánh bại được con C thứ 3 rồi và nhận được cái chỉ số, nói chung là cái XP nhân nguyên thạch như bình thường thôi. Và giờ mình sẽ tiếp tục đi săn con C thứ 4 nhé, liệu xem con C thứ 4 có xuất hiện không. Đây, lên thuyền này. Rồi, và hiện tại mình đang ở chỗ con C thứ 4 nha các bạn. Nói chung là tầm 1-2 phút là nó xuất hiện một lần. Mình cứ gọi cứ dùng cái thủ thuật đó là lấy thuyền và đi xung quanh cái hòn đảo đảo Phát Đài này, nó xuất hiện luôn. Và con các bạn, nói chung là nhận được 500.000 XP cộng thêm hơn 100.000 Belly, khá là ngon. Ok, giờ sẽ săn tiếp tục săn con si thứ 5 nha các bạn, đủ chỉ tiêu 5 con si trong một video các bạn ạ. Bảo là săn ít thế, thủ thuật gì mà sao săn được ít si thế. Nói chung là khá là mệt đấy, chắc từ nãy giờ cũng tầm 30 phút rồi. Săn 30 phút được còn tầm 4 con si rồi, biết được 5 con si không các bạn. Rồi, giờ sẽ đi săn si nha. Đây, săn si tiếp luôn. Ok, đi nào. Ok bạn ơi, hiện tại mình đang chờ con Sinh thứ 5 xuất hiện. Ôi, xuất hiện rồi này. Ok, Sinh thứ 5. Ôi, không phải Sinh thứ 5 các bạn ạ, mà là Sinh thứ 6 và thứ 7. Đó, xuất hiện 3 con Sinh cùng một lúc. Mình đang định đi cái chỗ khác để xem nhận có con Sinh nào không, mà ai ngờ xuất hiện 3 con Sinh. Rồi, mình sẽ hóa cái Phật tỏ này lên nha, để săn luôn. Đó, 3 con Sinh, quả này bội thu rồi các bạn ạ, vượt chỉ tiêu luôn. Chỉ tiêu của mình là săn 5 con Sinh thôi, ai ngờ giờ nó kiểu như là nó thành 7 con Sinh. Không sao, ba con si này khá là mạnh đấy, mà hơi ít người đánh. Thì sẽ cố gắng đánh bại con si này nha. Đây, dùng đam này, đó, 2.000 đam. Ok,
Ui, xì to quá trứng luôn các bạn. Rồi, dám sẽ tập trung đánh nha, không bị đợt nữa để gọi là có hiệu quả. Tạm mình đã đánh bại xong 3 con si rồi, đã cũng hoàn thành chỉ tiêu là 5 con si, thực chất là 7 con si cơ. Và mình nghĩ cái video mình cũng kết thúc thôi các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh, một like để kênh mình sớm đạt 2000 đăng ký nha. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.